Đoàn công tác do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh ủy Khánh Hòa về tình hình quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và kết quả các mặt công tác của Đảng bộ tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nêu rõ, thu ngân sách nhà nước năm 2021 đạt hơn 14.000 tỷ đồng, vượt 2% dự toán, tăng 1,5% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 53.895 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2020. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng an ninh được đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận những kết quả tỉnh Khánh Hòa đạt được trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, vẫn có những điểm sáng trong phát triển. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn lưu ý, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ về tầm quan trọng của công tác xây dựng, từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội.